Bỏ một chiếc Kia Morning và một chiếc Kia Carnival sẽ như thế nào? Đây, tôi vào mắt mọi người, đây là một nội thất, anh chú đã đổi màu nội thất là màu tông kem hết nha, kem toàn bộ nha. Ở ghế da này thì khách đã chọn da màu Maybach hết, sơn nội thất màu kem hết đó. Và mẫu ghế với tài phụ này thì bên mình cũng làm theo kẹp ghế VIP luôn nha đó, vân giống ghế VIP luôn đó. Vô lăng thì anh khách đã đổi cho mình một cái vô lăng carbon đó, nhìn rất là thể thao và cầm rất là chắc tay nha. Và để được một chuyến đi mát mẻ thì anh khách cũng đã nâng cấp cho mình một cái tủ lạnh như zin, có thể bỏ nước làm lạnh. Và bề tì tay con ngựa khách cũng đã bọc da màu kem. Tiếp theo, bên hai của cặp ghế Kia Carnival đã được thay thế một cặp ghế VIP cho chủ tịch. Đó. Thôi rất là thoải mái, sướng. Đó, màn hình có thể chỉnh lên. Cần số pha lê, tay cầm pha lê. Đó, rất là đẹp. Điều chỉnh lưng ngả ghế trực tiếp trên màn hình. Đó, lên xuống tùy chỉnh. Đó, có thể là điều chỉnh gác chân hoặc là massage, điều chỉnh gối đầu mình này bằng điện luôn nha. Đó, điều chỉnh gối đầu bằng điện luôn. Rất là tiện lợi nha. Đó, có thể điều chỉnh massage hoặc là điều chỉnh ánh sáng cũng được này. Và có thêm cái hay nữa, đó là kẹp ghế này nó có không trọng lực luôn nha. Đó, không trọng lực này. Đó. Đó, anh em ngồi rất là thích nha. Rất là sướng ở cái khoảng này nha. Và kẹp ghế này thì hầu hết các tính năng của nó thì quá là đầy đủ luôn rồi. Đó, có thể là sạc điện thoại không dây này, hoặc là cốc để nước này, đó. Tính năng đầy đủ hết à. Thì để cho một cái chuyến đi mà nó thuận tiện trong công việc á, thì bên mình đã lắp đặt cho khách một cặp bàn làm việc chính điện nha. Đó. Đó, em làm bàn làm việc chính điện này thì có bao gồm sạc không dây luôn, sạc không dây ngay này luôn, và thêm đó là một cái cốc ly nước đựng ngay nước. Đó, rất là tiện lợi nha. Đó, khi anh em nào khi không cần thì hoặc là để có thể sử dụng laptop này. Đó, không cần thì ta có thể sử dụng tách thôi. Đó, rất là tiện lợi nha. Và để được hài hòa khi người ngồi sau á, người ngồi sau nó được thư giãn thì bên mình đã tư vấn cho khách là một chiếc màn hình 24 inch. Đó, có thể nghe nhạc giải trí, xem phim trên này. Đó, rất là thích nha. Được, có thể điều chỉnh mình remote nha. Đó, anh em tùy chỉnh thôi. Đó, xem phim. Đó. Thì đi hợp với tông màu này thì bên mình cũng đã làm cho anh khách một cái trần sao rơi. Đó, trần da lộn kèm sao rơi. Trần da lộn kèm sao rơi. Tông màu kem luôn. Đồng bộ rất là đẹp. Và trên trần này thì đặc biệt hơn nữa thì nó có một cái ốp đèn trần. Đó, nhìn rất là đẹp nha. Ốp này thì mình có thể tách bằng cảm biến nha. Một cái nội thất màu kem như thế này thì không thể thiếu được một chiếc sàn marble trắng ngọc trai. Đó, mẫu sàn này thì hiện tại chỉ có bên Limo Sài Gòn của mình sản xuất được thôi nha. Đó, các bên khác thì chưa nha. Đó, nhìn rất là đẹp. Đó, mẫu sàn này rất là sang nha, hộp tông sẹt tông luôn. Đây là một mẫu ghế VIP banh ba dành cho người ngồi sau, rất là thoải mái nha, có thể chỉnh trượt tới lui. Đó, cái này thì ngã hết hầu như là 180 độ nha, thì mình chỉnh trượt tới lui được luôn nha. Đó. Như các bạn đã thấy thì ghế banh ba này thì mình có thể điều chỉnh nút ở phía sau này được hết nha. Đó, ví dụ như anh em bỏ đồ thì cứ gặp lại tới chỉnh lui thôi, bình thường thôi. Đó, hoặc là ghế bên hai cũng được nha, bên hai thì người ngồi sau, bên ba vẫn có thể
trình tới lui được nha, rất là tiện lợi nha. Tháp Ben Ba này á, khi mình ngã xuống 180 độ á, thì vẫn có thể đếm cốp bình thường nha, không ảnh hưởng gì hết nha. Vậy đó, ngoài ra thì chiếc xe này cũng đã dán cho mình một lớp bảo vệ BBF nha, với chất liệu là TPU, chống trời xước rất là tốt, cực kỳ tốt luôn đó. Và khi dán BBF bên mình thì sẽ được tặng BBF nội thất ở phía bên trong nha, full nội thất luôn nha. Thì đây là trọn bộ một chiếc Kia Morning nằm ở trong chiếc Kia Carnival nha. Rồi, xin cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Cảm ơn.